anh em quay trở lại với Quân Béo Moto Vlog, Quân Béo Moto Hà Đông hay là QT Moto Official đều là mình cả. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em chiếc Yamaha MT03 cực kỳ là đẹp, trời ơi, của anh ở biển ở 61 mình đang chưa biết ở đâu. Mình bật cái đèn lên. Đấy, nổ máy lên cho anh em, camera đi ra xem anh nổ máy cho mình xem. Bình thường đúng không? Đèn rất là tối, không sáng. Phát sinh à? Chưa hết đâu anh em. Chiến chưa? Đỉnh cao không? Đấy. Tắt đi một lần nữa. Ra đổi màu. Tắt đi một lần nữa. Dài. Kép ra. Mới em ra đây. Đây nhá. Đây, trời ơi, để lùi ra đây nhìn thấy cả tay anh. Đầu tiên mình passing cho các bạn xem à. Đấy, đèn sáng chưa? Con này là con Kenzo KZ40 đúng không? V4. Đấy. Bật tắt à, đèn sao sáng lên à. Nhưng còn chưa hết đâu anh em. Công tắc Daytona này. Bật lên này. Đấy. Lúc nãy là đèn Kenzo KZ40 đây thôi. Đấy, các bạn thấy không? Nó chưa đủ sáng. Đây bây giờ mình bật thêm cái đèn nữa này. Đấy. Các bạn nhìn mình tắt đi này. Đấy. Passing này, đổi màu à. Mình sẽ tắt đi bật lại lần nữa ra ánh sáng trắng, tắt đi bật lại lần nữa ra ánh sáng vàng nắng, tắt đi bật lại lần nữa ra ánh sáng vàng, và khi tắt đi toàn bộ thì đây là ánh sáng zin. Đấy, các bạn thấy đèn zin chưa? Và đây là lên thêm con Kenzo V4 này. Đấy, sáng chưa? Lên thêm luôn cả công tắc Kenzo nữa này. Wow, quá sáng luôn. Đây là chiếc xe mà chủ xe độ rất nhiều độ. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em chiếc Yamaha MT15 biển rất đẹp luôn này. 6103595 MT03 cho anh em nhé. Xin lỗi anh em, này mình review khoảng 4-5 con mà vợ sinh em bé mình lại không kiêng ấy, nó hơi bị nghiêm, anh em thông cảm. Ok anh em, và chúng ta cùng bắt đầu thôi. Khóa này này, nó có đề nổ luôn nhưng mà chủ xe không dùng đề nổ cây led. Bật lên này, mình bật lên này. Đấy, và đề máy. Các bạn đứng ở đây. Và đề máy. Nhưng mà khi xuống xe ấy, chìa khóa đút túi quần thôi. Ôi giời, làm sao mà tắt được cái điện đây? Khi mà lại phải móc tay túi quần. Không, xe nổ. Tắt nguồn khẩn cấp này. Tắt hết hệ thống điện luôn. Ok chưa? Rất ok và tiện lợi. Cái bộ khóa này là khóa key led loại cao cấp hơn so với bộ hôm nọ mình review có XR ấy. Và khách mua xe xong khách tháo luôn bộ key led, bộ đấy vứt đi rồi. Hôm nay sẽ review cho anh em đầu xe này. Từ đầu xe nhá, nhìn nó quá là chiến luôn. Lần này mình phải cắm chìa không lên được đâu anh ạ. Đây này, không em từ em từ đầu xe đi, anh em thấy lên quả dàn đèn không, rất khủng khiếp luôn. Đầu tiên là con Kenzo V4 nhá. Một đôi lắp pad đây. Tiếp theo nữa là con Letun Mini X5. Nhìn trông giả đầu trông chiến nhá. Quá chiến luôn. Đấy. Xi nhan zin. Và tiếp theo nữa là chủ xe có nâng cấp là con tổng phanh Racing Boy S1 như Brembo luôn nhờ. Thay đoạn CNC Brembo Predosa. Côn thì chắc chắn rồi anh em, phải chơi hàng hiệu năng cao rồi. Chửi rồi, Akusato mới tinh luôn. Rất nhẹ nhá, con này lắp được cho cả dép 1000 các thứ những tàu ấy luôn. Này, dàn ghi đông này, anh ấy lên công tắc nhiều ở ghi đông này. Ghi đông mình hay review cho anh em cùng công tắc Daytona nhỏ gọn ấy, lắp cho những anh em toàn lắp cho SH nhở. Đúng rồi, SH X-Size. Bây giờ con này chính là lắp cho những bạn lắp ghi đông này, cần gọn nhỏ và rất là gọn gàng luôn. Thì đây, nó sinh ra chính nhưng mà mình toàn lắp cho SH, SH các thứ để tắt bật đèn ấy. Tiếp theo nữa là gì? Về phần thân để chủ xe lắp cho của bộ chống đổ của kiểu SW Motec, kèm thêm cục đưa ra. Cục bộ chống đổ SW Motec nó chỉ có bộ khung này thôi nhá. Làm to xe, làm đẹp xe,
anh em có thể treo đèn sáng mini ở đây cũng được. Còn cái cục này là cục để ngã xuống thì nó chịu lực chính này, cục chống đổ GTA. Mà anh thấy thiếu một món, ốp máy. Trời ơi, lắp cái ốp máy lên anh xe này mình nghĩ bây giờ chỉ còn thiếu đúng hai món là gì, là heo trước đi xì 4 pin, heo thêm cái ốp máy nữa, vành nam minh nữa, nhưng mà vành nam minh lại đích có màu đỏ cam này. Đây con heo, camera đi quay sang bên này. Anh ấy đang dùng con bản 17, đang hơi thường đi, hơi thừa đi, piston nó rất là lớn thì dùng cho con 2 pin ABS thì nó hơi thừa. Rất là may mắn là mình lại có sẵn heo đi xin tháo CB650 và CBR650. Đấy, đây, khi mình đảo ra, mình đặt vào đây thì anh em thấy cái pad chân này nó khác đúng không? Chân đối xứng đúng không? Ở đây là nó có hai lỗ thôi. Đấy, thì mình thay cái pad CNC chân bắt đĩa 300 là xong. Đấy, thay cái pad CNC cho MT03R3 là xong. Đấy, đời mới anh em. Chân này là chân đời mới nhá, chân upside down đời mới. Nó giống R3, MT03 đều lên được. Và con heo này thì rất là rẻ. Nó chỉ khoảng tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu 2. Tùy độ mới, tùy độ đẹp. Thì anh em mua hàng cũ ấy, đây này, mình chỉ cho kỹ năng. Nếu anh em mua heo cũ nên để ý cái má phanh này, vì đôi má phanh này nó rơi khoảng tầm rẻ nhất là khoảng 650 một đôi, và loại cao cấp hơn nữa là của Brembo thì nó rơi vào tầm 1,8 triệu một đôi. Brembo Senta hay cái gì đấy, hàng chính hãng của Brembo ấy. Đấy, thì nó khoảng tầm 1,8 triệu. Nhưng mà đôi má hãng này thì nó rơi khoảng tầm bao tiền thì cũng tầm đấy, cũng 480 hoặc là 480.000 một đôi mà mới. Thì nếu mà anh em mua mà những cái con heo mà tầm 2 triệu chẳng hạn, đúng không? Thì lại mất mà hỏng hết cái má miếc này thì anh em lại phải mất thêm 480-500 nữa. Nên là khi mà mua những con heo này thì anh em tìm những con má nó còn nhiều nhất có thể nhá. Mã số này, heo xịn này. Mã số luôn. Heo này là heo cũ nha anh em. Heo cũ tháo xe nhưng còn rất là đẹp vì là nó không phải bị lỗi mà người ta tháo ra, mà người ta nâng cấp lên những anh em CB650, CBR650 nâng cấp lên những con heo Brembo M4 này, Brembo K50 này, Stanima này, hay là Niken các thứ ấy, thì anh em xả này ra bàn. À ok, thân xe thì mình thấy là có thiếu mỗi cái ốp máy để làm đẹp thôi, chứ còn những cái bộ chống đổ này nó quá ok rồi. Và anh em thêm thấy thêm cái điểm này không? Đẹp nhờ, hợp nhờ, xịn vãi luôn. Đủ cái màu xanh với cả màu sáng xám xanh này với cả màu cam này nổi vãi. Đây là con này là sơn nhúng toàn bộ nhá. Và bộ này hết khoảng 3 triệu sơn nhúng carbon luôn. Anh em nhìn này. À, rất đẹp luôn, không phải dán đâu các bạn ơi. Đấy, các bạn nhìn này, nhìn độ sơn của nó ấy. Đấy, nó ở cả bên trong luôn. Đấy. Đây sơn nhúng carbon toàn bộ. Làm được bộ này thì hết khoảng tầm 5 ngày. 5 ngày các bạn, mình mới làm cho con MT và con MT15 và MT03 này. Đấy. Tiếp theo nữa là chủ xe có lên bộ số gầy. Số gầy thì bộ này thì nó gọi là gầy nhẹ thôi, nhẹ ngon thôi. Nhưng mà màu đen này thì nó không nổi. Mình thì mình thích màu xanh và màu vàng cơ, hoặc màu đỏ cũng được. Nhưng mà nếu anh em thích trầm tính thì anh em chơi bộ màu đen này. Con này là bộ số gầy Litech CNC. Thì cái miếng này của nó là CNC này. Còn cái loại mà có loại nữa là bản carbon như là mấy con của Thái là con Camui, Camiếc ấy, thì cái miếng này của nó là bằng carbon thì nó sẽ đắt hơn một tí. Bản Camui thì tận 7 triệu cơ, nhưng con này chỉ có 3.850.000 thôi. Và thêm cái nữa là con này có một cái bất lợi là gì, nó không gập lên được như Camui đâu. Đấy, không gập lên được nên là khi mà những may ngã xuống thì nó bị cong tiếp các thứ đi. Đấy, thì con Camui nó sẽ không bị thế. Nhưng mà con này quá ngon, bộ rẻ rồi, 3.850.000 cho một cái. Sắp tới thì chủ xe có nhu cầu là bạn ấy sẽ lên. Ui, anh biết cái gì rồi đấy nha. Anh em biết cái này là cái gì không? 3K HRV của MT03 đời 2022. Nhưng mà anh ấy tháo ra để lúc mà đi tour thì anh mới lắp lên. Anh đang làm việc tại Hà Nội nên thỉnh thoảng anh sẽ chạy về vào trong miền trong, nên là anh lắp 3K để chạy tour. Đây là chiếc xe mà được dọn ở nhiều nơi nhưng mà đa phần là của hệ thống Quy Tin. Xin cảm ơn anh khách đã ủng hộ Quy Tin Mô Tô. Nếu anh có nhu cầu bán xe thì liên hệ em nhé, bên em có nhu cầu mua xe luôn. Con xe quá đẹp. Riêng chiếc một tên Brazil này mình chê duy nhất cái điểm đấy là gì, quả gương. Gương quá phèn, trông nó giống MT03 cũ thật đấy. Nhưng mà nó không có khớp nối, không có khớp xoay chuyển như MT03 đời cũ. Khuyên thật với anh em MT03 mới này, mua về tháo đôi gương này ra. Mua cho mình luôn đôi gương MT03 đời 2016 đến 2020. Lắp vào, ui trời ơi, nó hết bài. Với cả các bạn nữa, nếu mà anh em mà muốn tháo biển lên vành 50 lốp lớn thì thay cho mình cái đèn hậu tiêu xi nhan này.
thì con này là đèn hậu tiếp xi-nhan giống con Exciter 150 ấy, rất rẻ luôn, chỉ có 1.050.000 thôi, chỉnh màu chỉnh miếc bằng áp, tích hợp xi-nhan bằng áp thì lúc đấy cái đuôi nó sẽ rất là đẹp đấy. Còn con này thì mình thấy là nếu mà với một chiếc xe nguyên zin nguyên bản thì đúng rất con này đứng bên cạnh trông nổi bật thật, khác biệt thật. Ok anh em, xin cảm ơn anh em đã theo dõi, hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Và cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Huy Team và Quân Béo Mô Tô Vlog nhé. Like, subscribe kênh YouTube của mình. Sắp tới mình sẽ làm nhiều video ngắn rồi các thứ nó hit hot hơn, giống như cái clip mà mình đăng ở trên TikTok ấy, với cả short của YouTube là những video của em mình nhảy hip hop ấy. Hy vọng rằng sẽ có nhiều video hơn đến với anh em. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại các bạn tại vlog sau nhé.